shopbusgamingff.com nhân dịp năm mới này duy nhất chỉ có tại shop của mình X2 nạp thẻ cho các bạn luôn. Các bạn nạp 50k có ngay 100k, 500k có ngay 1 triệu. Ngoài ra tất cả các vòng quay đều 100% tỷ lệ trúng kim cương lớn và rất là nhiều nick VIP cho các bạn săn lùng nhá. Thì các bạn nhanh tay truy cập ngay shopbusgamingff.com, link mình để dưới phần mô tả nha các bạn ơi. Ok, hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì mình là Quang đây, chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và có khoảng thời gian xem video của quý vị bạn nha. Ok, thì hôm nay là mình sẽ đi về quê và mình sẽ chính thức về quê hẳn. Mình sẽ chia tay tất cả anh em YouTuber ở Hà Nội và chia tay Hường tại đây luôn bạn ạ. Và đây sẽ là một cái clip cực kỳ là buồn. Hôm nay là mình về, chắc chắn là mình sẽ cầm theo nút vàng, nút bạc của mình về đây bạn ơi. Đó, thì hai cái này là công sức phấn đấu của mình trong 2 năm qua, thì chắc chắn là mình sẽ không bỏ lại và mình sẽ phải cầm về. Đấy, thì tí nữa mình sẽ gọi Hường sang để mình gọi là chôn nhà. Mình buồn các bạn ạ. Thật ra là hôm nay là mình làm một clip mình chôn nhà, mình sẽ đi về quê, về quê hẳn luôn và ôm theo nút vàng nút bạc cho thật các bạn ạ. Đấy, thế là mình chán Hường, mình sẽ đi về quê để xem phản ứng Hường như nào các bạn nhá. Ok, và mình sẽ kéo cái vali và cái ba lô laptop này của mình về, còn là tất cả những đồ trong nhà của mình sẽ chuyển bằng xe ô tô về. Đấy, và đấy là cái câu chuyện và nó sẽ xảy ra khi mà mình về thật. Đấy, còn bây giờ là mình sẽ chôn Hường trước. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ Hường sang bên mọi người. Alo Hường ơi. Thì hôm nay là ngày cuối cùng, anh ở Hà Nội rồi ấy. Anh muốn về quê sống hay là anh không ở đây nữa? Và chắc chắn là sẽ là ngày cuối cùng chính thức chia tay em. Thì bây giờ em sang đây em gặp anh một tí. Đây à, hôm nay anh cầm theo nút vàng nút bạc và anh chuẩn bị hết đồ đạc vali các thứ rồi. Bây giờ em sang đây gặp anh tầm 50 phút rồi anh về nhé. Nói chuyện với em một tí rồi lần cuối gặp nhau nhé. Anh bị điên à? Vì em sẽ qua bây giờ anh về em chết này. Anh không đùa đâu thật. Sang luôn đi. Làm sao là làm sao, đây anh chuẩn bị hết đồ đạc các thứ rồi, nhìn xem. Thế nhá. Anh ơi. Anh sao vậy? Anh về quê là sao? Từ em ngồi xuống đây nói chuyện. Từ sao tự nhiên anh đang ở đây tự nhiên về quê là sao? Bây giờ thực sự như này, em bỏ kính ra đi, nhìn anh cho rõ biết không, mấy nữa không được nhìn thấy nữa đâu. Ngẩng mặt lên anh xem em mà. Mấy nữa không được nhìn em. Sao tự nhiên anh về quê là sao, đang ở đây bình thường mà. Thì thật ra là nhà anh có việc ấy, nhà anh có chuyện thì anh về, bây giờ bố mẹ anh không cho anh ở đây nữa, anh bắt buộc anh phải về quê rồi. Anh cũng không muốn đây đâu, bây giờ về quê nhà mình cách xa nhau hàng trăm, 500 cây số thì bây giờ chịu không biết làm nào. Chắc 5 tháng cầm một lần. Sao 5 tháng một lần? Bình thường anh chỉ về 1-2 hôm thôi, bây giờ anh về lâu ấy? Bây giờ anh về ở hẳn mà. Đồ đạc cái thứ anh chuyển hết rồi này. Hai cái đồ quý của anh nhất anh phải mang theo. Còn em thì chắc là không. Bình thường em với anh đang yêu nhau, sao anh ở đây mà sao tự nhiên bây giờ anh về quê lại sao? Bây giờ anh đã bảo rồi, bố mẹ bắt anh về rồi, không cho anh ở đây nữa rồi. Nhưng mà lúc anh xuống đây anh của anh ở đây với em không mà anh có về đâu. Hai mày yêu con nào trên Điện Biên đúng không? Này em đừng có nói bây giờ thế. Anh về là anh chia tay em xong, bây giờ anh lại yêu con khác đúng không? Em đừng có nói thế. Em đừng có như thế nhá. Bình thường nhá, anh chỉ về 1-2 hôm, tự nhiên bây giờ anh về như thế thì ai chịu đâu. Nói thẳng là anh muốn chia tay em đi. Còn bây giờ bảo về. Ủa, bây giờ anh về quê việc gì liên quan gì đến việc chia tay em? Mà thích chia tay em luôn. Anh cứ... Anh nhận thấy là sao? Là sao? Đấy, em cũng không muốn anh ở đây đâu. Ngồi xuống đây, gì? Nói chuyện đã. Không, còn cái gì nói. Nhưng mà tại sao em lại như thế, anh về quê rồi mà bị gì đâu. Để yêu xa. Không thích. Tại sao? Hay là không được... ấy, không thích. Mẹ đi. Tay. Im đâu. Gì nữa. Xem mặt mũi như nào lần cuối có thể về quê, còn sau này còn nhớ đến nhau. Thank you.
Thì không khóc, bây giờ anh về quê vài nào anh rảnh anh xuống thăm thôi mà. Tôi yêu nhau thì gọi là yêu xa thôi. À, anh về quê ai biết anh làm gì, nhớ đâu anh đi chơi gái làm sao? Anh chơi gái đấy là việc của anh. Anh nói thế rồi. Ngồi xuống nói chuyện đã. Không, còn gì nói nữa, để anh đi về đi. Đấy, bây giờ em không cần anh nữa đâu. Cần làm gì đâu, bây giờ anh về em chỉ chơi gái, em đi cần anh làm gì. Đây em cần anh nữa đâu. Anh về đây đi, về đây anh chơi gái đi. Mà kéo khóc. Cút đi, anh về đây. Từ từ. Còn gì nữa. Bây giờ em chia tay cho anh, về đây anh chơi gái này thôi, còn. Anh về quê bố mẹ mà đi chơi gái. Ai biết được. Bây giờ chẳng lẽ anh ở đây cả đời à? Ừ. Mẹ không hiểu sao bạn người yêu về quê cứ bảo cút đi chứ. Hình như không muốn gặp lần nữa thôi. Chán rồi. Thôi anh về đây. Cút đi. Không phải khóc. Nắm tay lần cuối nữa. Không nắm nữa đúng không? Nhưng mà anh phải ở lại mình nắm cơ. Ở lại mới nắm á? Vậy anh không ở nữa, anh bảo rồi, bố mẹ anh không cho ở rồi. Bây giờ anh vì em mà anh bỏ xa gia đình bao nhiêu xa, bao lâu. Cả năm tháng trời anh có về nhà đâu. Thì anh về Tết thôi, anh ở đây với em. Em là cái gì mà anh phải ở đây? Người yêu anh. Người yêu thì yêu, thì bây giờ yêu xa có sao đâu. Không thích, nhớ lâu anh về anh đi linh tinh ai biết được. Đi linh tinh thì em ở đây em cũng đi linh tinh ai biết được. Nhưng mà em không thế, có anh thế thôi. Anh không bao giờ thế, bỏ ra. Sắp muộn giờ bay rồi, anh đặt vé máy bay rồi. Không, anh ở đây em. Anh ở đây với em. Không ở. Cái gì? Anh ở đây. Ra đi không ở đâu. Thôi ôn nốt lần cuối rồi về nhé. Không, anh chưa về. Bây giờ anh về bố mẹ cứ bỏ anh ra. Cái gì nữa, khóc cái gì, ướt hết áo anh rồi này. Ở với nít anh không phải đi về. Anh có kìm nén, bao giọt nước mắt cũng đã rơi rồi. Có quên một người ở lại nơi đây. Thôi anh hứa về tiện đường anh đi cùng em luôn. Hả? Anh ra sân bay mà. Dỗ rồi bạn đã về thật. Nói thật chứ mình đi về phải ôm theo cái này mà chứ không chết. Ok thì tí nữa mình sẽ vào hỏi thăm người xem là việc gọi là có vấn đề hay không. Đấy, có gọi là tí nữa nó bị trầm cảm các bạn, nó được gặp người yêu hiền đấy. Rất là bây giờ nó dỗi phi về nhà luôn rồi các bạn. Ok. Đấy mình riêng lên sâu ạ.